Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay ngày 9 tháng 12 âm lịch. Nói chung cũng không còn bao nhiêu ngày nữa Tết. Thì công ty của mình lúc này là chỉ còn làm ráng mấy ngày nữa. Để coi như là cũng chuẩn bị vào để đón Tết rồi. Thì hôm nay thì mình cũng bận công chuyện, nhưng mà cũng review, tức là cái công việc, tức là xúc mùn cưa lên xe. Đây cho cả nhà chúng ta theo dõi luôn. Thì lúc này chiếc xe in Hino thường xuyên bốc ở đây, tức là liên tục. Thì tối hôm qua đã đập chiếc máy này. Đây. Thì tối hôm qua tăng ca. Đấy, tăng ca thì đập rác. Đây, rác ván lạng, tức là của cao su. Nhá. Đấy, thì đập tối hôm qua đây này, đập máy này. Thì riêng tối hôm qua đập đây cái vị này là đã xúc lên vô khô. Và đúng cái xe này. Thì chiếc xe này là 17 18 tấn rồi quý vị. Đây. Đấy, nãy xúc nãy giờ nhưng mà mình bận này mình không quay được. Đây, thì cái kho đây. Đấy. Mùn cưa đây. Đấy. Tức là đập đến đâu là xúc lên nó hết. Đấy. Xúc sạch sẽ hết luôn đây, mùn cưa. Mùn rất đẹp luôn này, mùn tể hết rồi. Đây. Đây. Đấy, mùn cưa. Và đập bao nhiêu là hết bấy nhiêu nhá. Lúc này là rác rất là hiếm cho nên là đấy, thì xe đang đậu và dưới kia máy dưới kia vẫn đang làm. Đấy. Vân ơi. Bình ơi. Bằng cái này thôi, cao quá. Dân máy chứ. Dân máy đủ tất. Đấy. Thì hôm vừa rồi có sửa sang hết lại nhà cửa. Đấy, sửa sang hết đổ bê tông, hết ra 300 triệu tiền bê tông. Đấy. Đây, đổ hết xuống đây ra đằng kia. Đấy. Đây và cái máy mà mình review hôm nọ cho cả nhà chúng ta xem thì cũng rất đông người gọi điện hỏi. Đây, chiếc máy này đây là hôm mới lắp coi như là ấy, motor vào đây. Đây và đây hôm nay motor đã vào đây, lắp vào đây đấy, motor đây và đây là lắp vào để bắt đầu đập tiếp. Đây 7 tấn, 5 tấn đến 6 tấn rưỡi, 7 tấn một tiếng. Oh, đây đấy, đây là chiếc máy này nhá. Đấy. Đây. Mới thay dao. Đây là còn hút luôn. Còn hút. Đấy, chiếc xe đã đầy luôn, xe này đầy 17, 18 tấn. Còn chiếc xe đằng kia thì 14 tấn. Đấy. Đấy, còn hôm nay máy dưới kia đang đánh nhá. Đấy. Thì riêng con đường này đổ là 25 mét, rộng 25 mét. Và tiếp tục đặt một máy tiếp. Hôm nay đặt xong mình đã review và thử máy, cái máy bên này cho cả nhà chúng ta xem. Đấy. Còn bên này là công ty khác nhé, đang mở. Và đây xe vẫn về. Đấy, xe chở rác vẫn về liên tục. Đấy, ở dưới này máy dưới này vẫn đang làm quý vị này.
Đấy, vẫn làm nha. Đấy. Ok, rồi. Đấy, còn cái máy này đưa vào đây là hôm qua. Đấy, hôm qua đưa vào đây. Đấy, thì hôm nay mình đã review, lắp đặt và tất cả mọi cái. Đấy, để cả nhà chúng ta tiện theo dõi. Đấy. Đấy, mới đổ bê tông. Đấy, đổ trên 300 triệu tiền bê tông. Tức là ba mươi mấy xe đấy quý vị. Chưa nói đất cát và chưa nói đến. Thấy chưa? Đấy, đường chạy như mấy bữa trước. Rồi, máy đánh 15 tấn mà giờ rất nhẹ nhàng. Đấy, tất cả các máy cũ tập trung hết. Đấy, máy máy. Đấy, còn máy cày thì 4 máy cày. Ô, cái này nó bị chảy nhựa, chảy gì? Cái này gì? Nước gì? Sẽ dầu gì? À, không phải, không phải. Đấy, ok. Đấy, lúc này đã hoàn tất một công việc, công chuyện, tức là xúc mùn cưa lên xe xong. Đấy, và tiếp tục hôm nay là về tiếp tục đập ngày hôm nay. Đấy. Rồi nhá, thì quan trọng hôm nay là mình ráp cái máy kia. Thì ráp xong là mình sẽ review cho cả nhà chúng ta xem. Và cả nhà nhớ đón đăng ký và theo dõi cái công việc làm xay mùn cưa của mình. Và nhớ ủng hộ kênh cho mình. Mình xin chân thành cảm ơn.